Xin chào các bác, em xin giới thiệu cái dòng Amly đa kênh, là một cái dòng rất là cao của Denon, có model là AVR4520. Thì đây là cái dòng Amly 11.2 kênh với những cái khả năng là kết nối mạng và chơi Airplay, như là xử lý tín hiệu surround bằng Odyssey, DTS:X và DTS:NEO:X. Cũng như là nó sẽ hỗ trợ tín hiệu hình ảnh là 4K và upscale hình ảnh lên tiêu chuẩn là 4K và 3D qua cái ngõ là HDMI. Và máy này về là hàng đấu giá Nhật, hình thức là rất là đẹp. Thì máy nó sẽ về gồm những cái phụ kiện như là sách, một cái mic setup xịn của Denon, sách, zin và cái dây nguồn cực kỳ to, một cái khiển zin theo máy rất là đẹp, rất là đẹp. Về cái thiết kế của máy thì phía trước máy nó được thiết kế bằng nhôm phay màu đen rất là đẹp. Thì thiết kế rất là đơn giản, chỉ gồm hai cái núm, một núm là chỉnh ngõ vào, chỉnh volume và nút nguồn, có thiết kế rất là gọn. Và tất cả nó được nằm ở trong cái nắp cốp đây, toàn bộ là các núm điều chỉnh cài đặt. Và với cái dòng này nó đã được thiết kế rất là chuẩn về cả trải nghiệm nghe và nhìn, tức là hình ảnh và âm thanh đã được đầu tư rất là cao về những cái chuẩn xem phim và nghe nhạc. Và vấn đề thứ nhất tức là về hình ảnh thì nó đã được hỗ trợ lên đến chuẩn là 4K và upscale các nguồn tín hiệu ngoài vào lên rất là cao. Ngoài ra nó vẫn hỗ trợ là cái hình ảnh là 3D. Khi ta đưa tín hiệu phim 3D vào, nó vẫn sẽ hỗ trợ 3D. Và cái tính năng là ARC để lấy cái tín hiệu âm thanh từ Smart TV đi xuống, và đưa qua cái AMD này bằng cái ngõ HDMI out. Và với cái cổng HDMI, nó vẫn sẽ hỗ trợ các chuẩn, các định dạng âm thanh như là DTS Master Audio hoặc là Dolby 2 HD. Đây là những cái chuẩn âm thanh đa kênh mới. Và đặc biệt là Denon nó đã tích hợp cái một cái kỹ thuật riêng, đó là mặt DDSC HD32 32 bit. Với kỹ thuật này thì các chi tiết về hiệu ứng surround trong cái đoạn phim
hoặc là audio được xử lý rất là chính xác và tách bạch và rõ ràng nhờ vào cái công nghệ mới này, và cũng như là cái công nghệ hiệu chỉnh tự động Odyssey. Khi mà ta lắp cái mic setup nào, mic setup vào phía trước máy này thì đây với cái mic này thì máy sẽ tự động hiệu chỉnh các tần số phù hợp với phòng nghe và sao cho cái âm thanh mà ta nghe được đạt ở mức tối ưu nhất khi mà ta ở cái mức điều chỉnh tự động. Và với cái dòng âm ly này nó sẽ thiết kế một cái công suất là cực kỳ lớn với là 150W ở loa 8 ohm và với công suất là đến 190W cho loa 6 ohm và điều cho tất cả 9 kênh, và khả năng chia tín hiệu surround là đến 11.2 kênh. Và với cái dòng này nó sẽ hỗ trợ cho cái loa của chúng ta là trở kháng từ 4 ohm cho tới 16 ohm rất là rộng. Đối với những cái dòng khác thì nó sẽ chỉ từ 6 ohm cho tới 16, nhưng mà với cái dòng này sẽ được là 4 ohm cho tới 16 ohm. Và với cái công suất này thì âm ly nó sẽ đáp ứng cho những cái hệ thống loa lớn và dàn âm thanh cực kỳ là hoành tráng với những cái bộ phim, với những cái hệ thống âm thanh rạp hát gia đình. Về cái vấn đề nghe nhạc thì nó sẽ hỗ trợ cái kỹ thuật AL32 Reset, và nó sẽ dùng cái phương pháp là xử lý cái kỹ thuật số để tái tạo cái tín hiệu từ 16 bit thành 32 bit chất lượng cao. Chính vì vậy mà âm thanh của cái dòng này nó sẽ là rất là sạch sẽ và chi tiết, không hề có một cái dấu vết nhiễu, âm thanh cực kỳ tinh tế. Và khi là ta nghe ở cái mức âm lượng thấp thì nó sẽ càng chi tiết và bài nhạc trở nên cân bằng và rõ ràng. Đó là đặc điểm của những cái dòng mà có cái bộ giải mã chất lượng cao. Thì các bác cũng thấy là ở đây nó sẽ hỗ trợ là cái cổng USB, thì đương nhiên là nó có thể chơi được cái iPod trực tiếp từ cái cổng này, và có thể là chơi trực tiếp từ cái thẻ nhớ USB để ta chơi nhạc wireless trực tiếp. Thì chút nữa em sẽ test luôn cái chức năng này. Ngoài ra thì cái dòng này nó vẫn hỗ trợ để kết nối mạng, tức là sẽ cắm dây mạng internet vào thì nó có thể là truy cập về các trang là các ổ cứng lưu trữ mạng, hoặc là ta có thể điều khiển được cái amply này bằng một cái smartphone. Đó thì ở đây các bác sẽ cài đặt giùm em là cái phần mềm The 5 Remote App trên cái store. Ta nhấn vào, khi mà cái amply The 5 được kết nối dây mạng LAN cùng với một hệ thống mạng với smartphone thì khi vào ta sẽ nhấn thì máy sẽ tự động nhận diện là The 5 AVR4520. Thì ở đây ta có thể lựa chọn cái chế độ âm thanh, volume, cũng như là tất cả các ngõ vào, thì rất là tiện dụng và hiện đại cho một cái con amply này, cũng thuộc là dạng khủng long của Đà Nông, thiết kế rất là chuẩn về cái chất lượng và cái công suất với cái dòng này mới. Thì ở đây các bác sẽ thấy đây một cái cấu hình rất là khủng, một cái biến thể to. Thì với cái thiết kế chuẩn này thì chỉ có những dòng lớn thì Đà Nông mới thiết kế là cái dạng này, tức là một cái biến thể to nằm ở giữa và hai bên là một dãy sò. Thì ở đây các bác sẽ thấy là đây đã sử dụng sò đặc biệt của Đà Nông luôn, không phải từ một cái hãng khác mà là sò chính hãng Đà Nông. Và các dãy mạch chia làm nhiều tầng, vì vậy nó sẽ được chống nhiễu hoàn toàn, không lây nhiễm cái nhiễu lẫn nhau giữa các bo mạch.
sử dụng toàn bộ là cái linh kiện cao cấp này, rất là nhiều sò. Thì nhìn sơ cái nội thất á, thì các bác cũng đã thấy là cái dòng Amply này nó đã thiết kế chuẩn như thế nào và cái độ lớn gấu nó như thế nào ha. Tiếp theo đây là cái phía sau ha, cực kỳ chuẩn ha, hiếm có cái dòng Amply nào được thiết kế chuẩn và đẹp đến như vậy về mặt phía sau. Và cái công suất của nó là cực kỳ lớn nha các bác, công suất tiêu thụ là 780W nha, made in Japan luôn, sản xuất tại Nhật Bản ha. Tất cả các giắc cắm ha, được thiết kế toàn bộ là mạ vàng hết toàn bộ ha. Kể cả những cái cặp loa đây thì riêng về những dòng cao cấp thì nó mới thiết kế là cái dạng là giắc bắp chuối loa đẹp như thế này ha. Phía giữa đây thì sẽ có một cái thanh mica trắng giữa phân biệt rất là đẹp. Dòng này sẽ hỗ trợ là từ 4 ohm cho tới 16 ohm. Đây là đường nối mạng ha, và với cái dòng này nó hỗ trợ mạng rất là nhiều thì ta có thể kết nối nhiều cái đường mạng qua bằng những cái cổng này. Đây, ở đây nó sẽ kết nối là hai cái cổng có xô, hai cổng quang, hay một cái đường đàn linh để kết nối với các thiết bị đàn ông. Ở đây là 6 cái cổng HDMI và một cổng HDMI phía trước là 7 ngõ HDMI vào. Và ở đây là sẽ có 3 HDMI ra với cái chuẩn là ARC. Đây, các bác sẽ thấy đây là một điểm rất là hay của cái dòng Amply này. Tức là nó sẽ ở đây các ngõ rề out, rề out cho tất cả các zone ha. Đây là phong left, phong right ha, để làm rề out cho hai kênh thì ta sử dụng ở hai ngõ này, center sub ha, hai cái loa sub, rất là nhiều cái ngõ rề out. Thì đó là cái cấu tạo phía sau. Ở đây em sẽ test luôn cái ngõ ra lo cho các bác ha. Ngõ center. Tiếp theo là surround. Và surround back. Nè, surround back ta phải mở bên trong. Form hay. Tiếp theo em sẽ hướng dẫn các bác về cái cách sử dụng và cài đặt về bên trong cái Amply, cũng như cài đặt loa, cài đặt air conditioner, chỉnh bass chép. Ta mở cái nắp cốp ra thì các bác có thể xem trực tiếp ở trên cái màn hình của cái Amply, hiển thị rất là sáng, rất là đẹp, rõ ràng ha. Hoặc là trên cái màn hình TV đã được kết nối bằng dây HDMI. Một cái khiển rất là đẹp ha, với cái mặt gương bóng. Máy này thiết kế đẹp từ trong ra ngoài ha, từ kể cả cái remote ha cho tới cái mặt trước của máy thì rất là đẹp. Và với cái dòng này nó sẽ hỗ trợ là 192 kHz, 32 bit DAC, chuyển đổi năng suất cao cho tất cả các kênh loa ha, với cái cổng rề out ha. Thì ta nhấn setup ha. Đây, các thông tin nó được hiển thị trên cái em sẽ tắt đi cái màn, em sẽ tắt đi cái đường mạng ha. Đây,
cái đường HDMI từ cái hộp Android box ha. Ở đây thì lúc này nó sẽ hiển thị hiển thị là cái thông tin của âm ly. Thì để điều chỉnh budget, ta vào mục setup và ta nhấn vào audio. Ở đây các bác sẽ thấy là một tone ha. Ta chỉnh on lên. Và lúc này ta sẽ tăng giảm budget ở đây. Rồi tiếp theo là trở ra. Và tiếp theo là cái mục điều chỉnh equalizer. Thì đầu tiên để mà điều chỉnh equalizer thì ở mục ODC thì ta nhấn enter là ta phải chọn là Zavis Equalizer, hoặc là nếu ta bình thường nó ở chế độ off thì ta sẽ không thấy được cái mục Zavis Equalizer phía dưới này ha. Thì ta nhấn enter để mà thay đổi, sau đó ta sẽ chọn qua Zavis Equalizer ha, và di chuyển xuống ha. Thì ở đây các bác có thể là điều chỉnh cho tất cả các kênh ha. Thì ở đây sẽ nhấn enter và điều chỉnh theo cái dạng sóng hình sin, thì các bác có thể điều chỉnh theo cái nhu cầu của mình tại đây. Tiếp theo nữa là các ngõ vào. Khi ta đang ở ngõ vào nào, ví dụ là em đang ở cái ngõ vào là DVD ha, thì ở đây ở mục input này ta sẽ nhấn enter và nó sẽ có cái mục là suột level, thì ta sẽ tăng cái volume ở cái suột level này, thì nó sẽ tăng cái volume của cái nguồn âm thanh vào. Rồi thì đó là cái cài đặt cái ngõ vào và cái cài đặt cái volume ngõ vào. Tiếp theo là cái mục cài đặt loa ha. Ta di chuyển xuống là menu setup, speaker config ha. Ở đây là tất cả các ngõ lo em đã cài đặt là phong là lát hết ha. Tiếp theo là cái mục level. Thì khi mà nhấn vào đây thì âm thanh nó sẽ dò và nó test cái volume của từng kênh loa. Lúc này thì ta nên là tháo cái loa ra để mà tránh hại cái loa ha. Để mà định dạng các loa thì ở đây nó sẽ cho cái cài đặt định dạng loa thì có thể là 9.1 hoặc là 7.1, đây rất là nhiều cái lựa chọn ha. Thì ta thường để là có thể là để bằng 7.1 hoặc là 9.1 ha. Rất là nhiều cái chế độ để mà lựa chọn ha. Thì tùy theo, nếu mà ta sử dụng nhiều loa thì ta sẽ lựa chọn vào cái chế độ này ha. Thì đó là cái cách điều chỉnh loa. Và đối với cái mục bass ha, thì ở đây ta phải chọn là mục LB command thì nó sẽ cho cái tiếng bass ở ra cái loa sub và cái loa main, là phong chính của chúng ta ha. Rồi thì đó là cái cách để mà cài đặt và điều chỉnh cái loa. Thì sau đây em sẽ test luôn về cái chức năng đọc cái USB với cái nhạc LED ha. Ta cắm cái USB LED vào. Thông tin nó đã được đọc rất là nhanh. Di chuyển xuống để mà test những cái đoạn nhạc file lossless. Đánh rất là khỏe. Thì ta vẫn có thể sử dụng các nút để chỉnh bài, ba bài ở đây ha, nhấn trực tiếp từ cái đến ở đây. Và với cái kích thước của cái âm ly này, nó sẽ có kích thước là chiều ngang 434 mm
và chiều cao thì rất là to, đến 195mm, thể hiện cái đẳng cấp của nó rất là cao to. Thông thường thì âm ly chỉ có là 170mm mà thôi, đối với dòng này là 195 và chiều sâu là 423mm và cân nặng là 16,5kg, khá là to, khá là nặng. Thì trên các trang mạng đã có đầy đủ rất là nhiều cái thông tin về cái con âm ly đền ông AVR 4520 ha, vì với cái giá bán của họ rất là cao, 54,9 triệu, và những cái trang khác 32,9 triệu, rất là cao. Một số trang rất là nhiều cái thông tin về cái con âm ly đời nông AVR 4520 thì các bác có thể tham khảo trực tiếp trên mạng internet về cái cấu hình và các tính năng của cái dòng âm ly cao cấp này. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bác ạ.